chia sẻ 4 bí quyết trị nám da mặt tại nhà hiệu quả nhất. Có rất nhiều cách trị nám da mặt tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em có thể dễ dàng thực hiện để có kết quả trị nám gây bất ngờ. Hãy tham khảo một số công thức trị nám da mặt tại nhà dưới đây nhé các cô gái. 1. Bí quyết trị nám da mặt tại nhà bằng dưa chuột. Đen và hãy nói lời tạm biệt nám da mặt với dưa chuột nhé. Cách trị nám da mặt tại nhà đơn giản nhất là sử dụng nước ép dưa chuột hoặc mặt nạ dưa chuột. Các đốm đen và vết nám sẽ nhanh chóng biến mất khi bạn thường xuyên sử dụng cách này để chăm sóc da mặt. 2. Trị nám da mặt tại nhà bằng giấm táo. Giấm táo là một sản phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình và cũng là một cách giúp trị nám da mặt hiệu quả. Giấm về cơ bản là một chất làm se, co lại bề mặt da, giúp làm cho da đẹp hơn và mượt mà hơn. Dùng bông thấm dung dịch giấm táo, bôi lên vùng da bị ảnh hưởng bởi nám. Sau khoảng 5 đến 10 phút đem rửa sạch bằng nước ấm, khuyến khích nên để da khô tự nhiên và không dùng khăn lau. Biện pháp này giúp hỗ trợ điều trị nám da tại nhà đồng thời cho da tươi sáng hơn. Cách hỗ trợ điều trị nám da mặt này khuyến khích. 3. Lô hội, bí quyết trị nám da mặt tại nhà hiệu quả. Lô hội sẽ giúp cho bạn có một làn da khỏe mạnh. Hãy sử dụng gel lô hội. Đây là một thành phần của hầu hết các sản phẩm dùng chăm sóc da, do khả năng của nó giúp trị nám tại nhà hiệu quả. Bạn có thể dùng trực tiếp gel lô hội lạnh cho khu vực bị đổi màu của da. Xoa bóp nhẹ nhàng gel vào vùng da bị ảnh hưởng, áp dụng một vài tuần sẽ thấy những điểm tối màu bị mờ dần đi. Ngoài ra, áp dụng một cách chăm sóc da khác với lô hội, trộn gel lô hội với vitamin E và tinh dầu hoa anh thảo, mỗi tuần một lần cũng có tác dụng giảm hắc sắc tố trên da. 4. Hành tây, cách trị nám da mặt tại nhà đơn giản. Đây là một cách hỗ trợ điều trị nám tự nhiên kỳ diệu có thể chữa lành tình trạng da nám. Đầu tiên, cắt hành tây thành từng miếng nhỏ, tách rời các miếng hành tây cho khỏi dính vào nhau. Sau đó ngâm chúng vào giấm và dùng miếng hành đã ngâm giấm lên vùng da bị nám. Có thể dùng hành tây xay nhuyễn ngâm giấm và đắp lên vùng da bị nám. Lưu ý, trước khi đắp mặt nạ trị nám da mặt bạn nên rửa mặt bằng nước ấm. Sau khi gỡ mặt nạ bạn nên rửa sạch với nước lạnh. Sau mỗi lần đắp mặt nạ bạn nên dùng kem dưỡng ẩm, vì thường sau khi mình đắp mặt nạ, mặt mình thường căng bóng dễ bị khô da. Các cách trị nám tại nhà an toàn nhưng sẽ mất nhiều thời gian và đòi hỏi phải kiên trì để hỗ trợ điều trị nám nhanh chóng và hiệu quả. Nám mảng, nám đốm, nám chân sâu, nám hỗn hợp, tàn nhang, mụn thâm lâu ngày không khỏi khiến rất nhiều chị em phải đau đầu, mặc cảm, tự ti trong giao tiếp. Sản phẩm đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da hoàng cung giúp chị em có làn da trắng hồng rạng rỡ, đánh bay nám mảng, nám đốm, nám chân sâu, nám hỗn hợp trong vòng 2 đến 3 tuần với chi phí siêu tiết kiệm. Có rất nhiều bộ sản phẩm để chị em lựa chọn: bộ hồng dành cho da khô, da nhạy cảm, bộ cam dành cho da nhờn, bộ xanh trị nám, trị mụn, dưỡng trắng da. Trong mỗi bộ còn được tặng kèm một tết thử với sự hòa quyện tinh tế từ kim trùng thảo, bột ngọc trai, bạch chỉ, ngọc trúc, bột trân châu, chất làm trắng hiệu quả cao VC, tinh dầu cây lô hội, chiết xuất từ tàu biển, chiết xuất từ hoa thủy tiên, vitamin E, nho đỏ, sáp ong và collagen tươi. Bộ trị nám tàn nhang 5 trong 1 đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da cho chị em có làn da trắng khỏe, mịn màng, sáng bóng. Bộ sản phẩm đã chiếm được phần lớn niềm tin yêu của phụ nữ châu Á. Với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, chị em hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm sử dụng bộ sản phẩm Hoàng Cung với rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Bộ sản phẩm hiện được bán tại 176/13 Âu Cơ, Pleiku, Gia Lai, số điện thoại 01659447339. Bộ sản phẩm đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da Hoàng Cung, bộ sản phẩm tốt cho da mặt.